hôm nay mình quyết định đi câu ở cái hồ siêu to khổng lồ gần làng luôn. La 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 la. Không biết cái hồ này có con cá nào to to về hôm nay nấu canh ăn không ta? Đồ cũ đây, đồ cũ giá rẻ đây. Mời vô, mời vô mọi người ơi. Đồ cũ. Ủa, có ông chú bán đồ đồ cũ giá rẻ kìa bạn ơi. Để coi mình hôm nay mình có mua được gì không ta. Nhìn gì hay dữ vậy trời. Chào cậu, nhà cậu. Ôi chú, hôm nay bán gì chú? Nè nè, đây tôi có rất là nhiều đồ cũ bán giá rẻ cho cậu nè. Cậu thích món nào? Thích món nào mà lấy đi. Ở này có đây có cái thuyền gì đây chú? À cái thuyền này hả? Cái thuyền này là từ năm 98 từ thời cha tôi để lại á. Bây giờ tôi bán rẻ cho cậu, cậu mua đi. Ghê vậy, thuyền cổ sao nhìn xịn sò vậy trời. Ê, nhưng mà con không phải là một người thích siêu tầm nên là mấy cái này nhìn không thấy hứng thú gì hết, nhìn thấy đẹp thôi. À vậy cậu thích búp bê không nè? Tôi có búp bê nè, búp bê này cũng giá rẻ rẻ lắm luôn á. Đồ chơi gấu bông nữa hả? Thôi con mới chơi gấu bông đồ chú ơi. Ủa con xe này bán luôn hả chú? Bảy con xe này để tôi chở hàng để bán hả chú? Ồ à trời ơi, cứ tưởng là không bán chiếc xe này luôn chứ, bán xe là con mua rồi đó. Có cái gì? Ừ chị bán nhập đây rồi nè, cậu xem có nào cũng được. TV này TV thời Napoleon hay sao ấy, sao nó vậy cua vậy? Trời ơi, cái TV này là từ thời cụ tổ tôi để lại, bây giờ tôi đem ra tôi bán vẫn còn hoạt động bình thường nha. Vẫn sử dụng được luôn, có nghĩa là giữ kỹ lắm mà. Đúng rồi. Wow, nhìn cũng xịn. Cậu quý giá lắm đó. Ơi, cái này tôi thích nè, cái máy chơi game. Cái máy này là máy Game Boy của Nintendo thời cổ này nha, bây giờ không còn sản xuất nữa đó. Wow, chứ này bán nhiêu chú? Ai cái thùng này, cái thùng này tôi không bán lẻ nha. Nếu cậu muốn mua, cậu phải mua nguyên thùng này đó. Gì mua là phải mua nguyên thùng luôn sao? Cái này trong này em biết nhiêu độ. Giống như cái băng cassette kia tôi cũng đâu có cần sử dụng để làm gì đâu. Băng cassette gì bo lẹt on champion gì nè, phim gì ấy. À cái phim này tao cũng không biết nữa, tại vì nó nằm trong nhà ta, ta đem đi ra đây bán luôn đó. Đó chú thấy không, trong đây có thấy giá trị nhất là có mỗi cái máy game này thôi à. Thì bây giờ cậu mua đi, tôi để lại cậu giá siêu rẻ luôn. Giá siêu rẻ cho cái thùng này sao? Vậy bây giờ chú nói thử coi giá hợp lý hay không, được thì chúng ta mua. À cái thùng này thì tôi bán thường thường là tôi bán 20 đô, cậu thì tôi bán 10 đô thôi. 10 đô cho nguyên một cái thùng này cũng cả cái mấy game luôn. Đúng rồi, trời ơi siêu rẻ luôn rồi đó, cậu mua đi. Really? Thiệt luôn? Không đổi ý nha. Không. Rồi, bây giờ tôi đi câu cá thôi, nhưng mà bây giờ tôi sẽ chạy về nhà lấy tiền rồi xong rồi tôi qua liền, nhớ là giữ cho tôi cái thùng này đó nha. Rồi, cậu cứ đi, tôi. Ok. Chỉ có 10 đô thôi sao, cái gì mà rẻ như vậy ta? Mình phải mua cái đó lẻ luôn các bạn ơi. Cái máy chơi game có vẻ lời lắm các bạn à, nhanh lên. Đâu rồi. Ê, đây rồi. Cái bóp của mình đâu? Ủa đây rồi. Đi ra ngoài mua thôi. Chú con nghĩ là bây giờ con lấy cái thùng này 15 đô luôn cũng được. Ôi, 15 gì? Vậy. Nói gì cũng được chú. Con mua mà. Hồi nãy con kêu chú giữ cho con 10 đô mà. Tại cái thằng nhóc này nè nó trả giá cao mày hơn nên là tôi tính bán cho em nhóc này. Em có biết đâu, ai biểu hồi nãy anh đi chi thì giờ cái thùng này là của em trong này. Không, anh đã kêu chú đó giữ giùm mày. Anh kêu chú đó giữ giùm mày cái máy Nintendo này về anh mua, ok? Cái cậu tóc hồng này là hồi nãy đặt mua rồi mà cái cậu tóc tím này trả nhiều tiền hơn nè nên là dự định bán cho cậu tóc tím nó này. Trả bao nhiêu mà nhiều hơn? Nó trả 15 đô á cậu. Ào, trả 20 đô luôn mày. Tôi trả 20 đô à, 40 đi. Ở gì? 50 luôn. Tôi mua hồng này 50 đô. Tôi mua 50 đô. Nghĩ sao bỏ 50 đô mua máy này vậy? 50 đô thì vẫn còn lời một chút xíu nên là tao vẫn sẽ chơi khô máu với mày. Khỏi luôn. Thôi vậy anh mua đi. Em về. Vậy mày lên ra mày nâng giá lên chứ vậy thằng mất dạy làm tao tốn thêm 30-40 đô. À dạ ok vậy là bây giờ cái thùng này là của cậu 50 đô. Ai, bực bội thằng này thì chứ, tự nhiên hồi nãy mua được với giá 10 đô rồi tự nhiên thằng này lanh chanh lóc chóc chi giờ lên 50 đô luôn rồi mấy bạn ơi. Cày cứu thì cần quỷ xe gì này thiệt chứ. Rồi 50 đô đây chú. Rồi vậy bây giờ cậu nha, thùng này của con á nghe, còn không ai mua đâu, đưa tiền rồi đó. La, có mấy chơi game mới rồi. hoài niệm quá ta ơi, mình nhất định phải chơi cày cuốc cái game này đã luôn. Để lên bàn coi. Đây rồi các bạn ơi, cái thứ mà giá trị nhất của mình đây rồi mọi người, mình đã lấy từ cái trong đây ra rồi các bạn ơi. Nhưng mà trong đây nó có cái cuộn băng bullet one fin menon là gì trời, giống như phim gì á trời. Nhưng mà hỏi kệ đi, bây giờ cái thứ quan trọng của mình là mình chơi cái con game này thôi mọi người ơi. La. Mày nè, ơi cái máy bị gì vậy? Ủa, ơi sao nó bốc điện rồi vậy? Ơi, bớt giỡn nha. Ơi cái máy này mới mua mà kỳ vậy? Ơi, nó sao nó giật điện, nó bốc điện luôn rồi. Ơi, nổ cái máy luôn rồi. Cái gì vậy trời? Ôi trời ơi, mình bị ông đó
sao mấy bạn ơi? Bây giờ nguyên cái máy nó hư luôn rồi. Trời ơi, cái ông đó chết tiệt chứ, mình phải chạy ra ngoài kiếm kiếm ổng mới được mấy bạn ơi. Sao mà để như vậy được? Ê, đập cỏ đây, đập cỏ đây. Trời ơi, tôi mua nguyên cái thùng đó về cái máy Game Boy chơi gì chơi được mới được 3 tiếng cái nó nổ luôn rồi là sao kỳ vậy? Thì nó là đồ cổ mà nên là tôi mới bán cậu 10 đô đó. 10 đô thì cũng phải xài được chứ, tôi mua tới 50 đô được chứ 10 đô cái gì? Trời ơi, thì tôi biết hạn sử dụng nó bao nhiêu tôi mới bán 10 đô á, còn cậu ra trả giá 50 đô cậu chịu chứ sao bây giờ cậu lại nói tôi là sao? Trời ơi, cay thiệt chứ. Không sao, Chúa phù hộ em. Thì cậu mong trời cái vô cái hàng cũ đó hả? Bực bội chứ không nói chuyện với ông nữa, bán mua gì mà không uy tín gì hết à. Bực bội đi chứ mấy bạn ơi, vậy coi như là mua cái thùng đó về 50 đô. Về hư bà luôn cái máy chơi game rồi. Trời ơi, sáng sớm mất 50 đô rồi, bực bội đi chứ. Tất kiệt chứ, mất 50 đô. Ê, cái bà nội kia, trời ơi, làm gì vậy? Lấy cái thùng phế liệu ở đây thôi là tôi mà ê, không có gì xài đâu, giờ còn mấy cái đồ chơi con vịt cục Rubik với cái băng đĩa gì á, không biết nữa. Ôi, trời ơi, cái băng đĩa này có thể coi phim được nè chứ hả? Bữa giờ tôi giao lâu rồi chứ coi phim, hay là mình lấy cái đĩa này mình coi đi. Cái đĩa này còn sao? Mai còn cái con vịt này thì cho tôi bỏ vào phòng tắm. Còn cái cục Rubik này thì cho tôi cho cháu tôi đi học nó cần cái đó. Rồi đó, bà lấy mấy cái đó về đi, còn cái băng đĩa này không biết để làm gì nữa, để tôi để này biết đâu nếu mà phim này tôi còn coi. Rồi dẹp cái hùng mày luôn đi cho rồi đi. Cái này là cái băng đĩa gì chạy? Ông đọc tên thử coi, phim gì vậy? Bullet nữa, bullet đây là bullet gì đó. Boy, yeah, one phenomenon gì á. One phenomenon. Oh, bộ phim nước ngoài. Phim nước ngoài hả? Đúng rồi. Trời phim ơi, gì lạ dữ vậy trời. Nghe cái tên nó không biết đọc sao luôn á mấy bạn ơi. Bạn nào biết đọc cái tên này cầm mấy đứa giới cho tôi biết nha. Có thể là phim cổ tại vì phim hồi nay làm gì còn ai xài cái băng đĩa như này nữa. Với lại là tôi mua được một cái ông bán đồ cổ á. Wow. Trời ơi, như vậy thì còn gì bằng nữa vậy ha. Nên là chắc là coi thử chắc là hay lắm á nhỉ. Đỡ. Trời ơi, tối nay hẹn qua nhà ông coi nha. Tối luôn hả? Coi buổi tối hả? Ok, tối coi không cũng được. Tối ngắm phim rồi mình đi ngủ luôn. Hợp lý, để đi vũ em ơi. Có ai đi con vũ coi phim không? Coi phim chung cho vui. Đi. Nghe ơi. Sao mà nghe? Sao mà nghe? Cái gì vậy? Mày đâu vậy? Qua nhà em có chuyện gì nói vậy? Hey, coi tối coi phim không? Anh mới mua được cái đĩa phim mà kiểu như thời xưa nè. Coi thử không? Phim hồi xưa nó hay bằng như phim hồi nay không? Dành cũ kỹ vậy có khi nào nó bị hư rồi chạy được không? Đó ngủ vậy. Mày coi không? Coi thì tối qua đây nó nhiều quá à. Coi. Tối hả? Tối nay coi, ok. Ok, bye bye anh nha. Trời đất ơi, coi mà nó còn chảnh chọe nữa. Đi qua Vũ à. Trời ơi, kem mi coi. Kem mi béo, quẹ vô. Ai. Trời ơi, mở cửa nhà người ta bà nội, đóng cửa lại đi. Để ra mở cửa mới lịch sự, hiểu không? Sao nó đi vào đường này mà. Cái nhà của mày á, tự nhiên cái tầng trên tầng dưới nó khác biệt với nhau. Mày thấy xây nhà ngu dữ vậy? Mệt quá, bây giờ qua đây đi chơi nhà tôi hay vậy? Tối coi phim không mày cưng? Tối coi phim không nè? Còn anh mới mua được một cái đĩa gọi là đĩa cổ đó. Trời, cái đĩa này là thời của ba ly ao thời mà cổ đại xa xưa. Phenemon gì nè, Phenemon, Neonon gì á, phim gì không biết nữa nha. 10 giờ đi. Coi phim tới giờ. 10 giờ nha, 10 giờ sẵn qua Vũ Ngáo luôn đi nha. Anh nói nè đó. Ok. Rồi, có gì vậy? 10 giờ em hú ha. Ok, được rồi, đi vậy đó các bạn ơi. Tối nay bốn đứa tụi mình coi phim là hết bài luôn. Ủa, bà giùm rồi, lẹ đi về. Ê, chờ tối rồi mấy bạn ơi, tụi nó tới chưa? Tới chưa, được rồi. Bây giờ chúng ta thì bắt đầu giúp coi đây, còn gì nữa. Vô đây. Được rồi, bây giờ tôi sẽ đút cái băng đĩa này vô cái đầu đĩa CD này nha mọi người. Ủa, xong rồi cuộn băng chiếu lên phim gì ngộ vậy? Đó là cái gì vậy? Ủa, tự nhiên cái đập cái màn hình vậy? Phim ma hả? Phim gì vậy? Ủa, nói gì vậy? Ủa gì vậy? Phim gì ngộ vậy? Phim gì ghê vậy anh trời? Ghê á. Phim gì ngày xưa mà kinh dị quá vậy? Mà chắc cái này là phim không vậy? Thôi tính ra tôi nhìn không thấy kinh dị tí nào luôn á. Tự nhiên có cái bà đập vậy thôi, có gì đâu. Vậy cái gì trời? Các bạn không? Các bạn thấy có gì ghê không? Thấy tôi thấy bình thường muốn chết luôn á. Ủa? Ủa? Hết rồi. Ủa? Ủa? Ủa gì? Cái gì tàu lao mới lao vậy trời? Cũng bán có gì thôi hả? Trời ơi, phim gì ngộ trời? Đứng yên hết. Ôi, tôi nhảy lên cái gì luôn. Quá gì vậy? Quá well, we not, we have. Ủa, chưa kịp nhìn luôn. Ủa, gì vậy?
Là sao vậy? Nói gì thế? Cái gì kệ, cái gì mà nothing gì you offer in the up gì á, where were you happy solution gì á. Hình như nó nói cái gì á mà tụi mình không hiểu tiếng Anh các bạn ơi. Chết rồi. Ơi. Anh mua cái bài bao nhiêu vậy? Coi chừng anh lỗ tiền rồi đó. Cái tiếng của nó ghê quá vậy. Cái tiếng nó cứ nói gì á. Cái đầu á. Nhưng mà trông đáng sợ thì nhái nó cứ nhìn chằm chằm vô mình kìa. Nói rồi đó, kinh dị từ cái hồi nãy bà kia bắt đập cái miệng mình ngộ quá. Nhưng mà nhiêu đây có gì đâu kinh vậy, mấy cái bộ phim này thôi làm gì hù được tôi. Kỳ vậy á. Nó kỳ cục kỳ kẹo á chứ đó mà kỳ vậy, kỳ kinh khủng á vậy chứ. Trời ơi, có vậy thôi mà mọi người sợ dữ vậy sao? Có vậy thôi mà mọi người sợ tôi hơn cái vậy đó. Gì kìa. Ui, mở cái gì đó? Ui, mở cửa vậy? Cái ông đâu á? Ui, mở cửa. Ui, con gì vậy? Ui, đi 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 đi. Nó muốn nói một cái thông điệp gì đó nhưng mà cái giọng của nó bị bẻ nghe ghê quá. Kỳ quái. Nhưng cái này là một bộ phim kinh dị. Cái gì? Cái gì? Cười nó nói gì kìa? Cái gì? Cười nó nói kìa. Bây giờ lại con này đó. Gì trời? Ủa gì vậy trời, giúp cuộc cái này là cái đĩa băng gì vậy trời. Ê, với anh không hiểu cái đĩa băng này giúp cuộc là nó có cái quần gì luôn á nha. Đĩa này kỳ dị quá anh ơi. Ê, cái đĩa này giúp cuộc là nó đâu có cái gì đáng sợ đó đâu mọi người. Em tưởng là anh ngủ là con phim ngay lắm. Kỳ lạ quá. Anh cũng không biết cái đĩa là đâu. Cái đĩa đó là một cái đĩa băng cũ mà hồi sáng anh mua từ cái ông bán đồ cũ đó. Nguyên một cái hộp luôn, anh mua cái em chủ yếu anh mua cái máy chơi game hiểu không. Xong rồi trong đó có cái đĩa băng, anh tưởng là phim nên là anh mới định mua nè. Lúc nãy em cái đĩa em trong chờ. Nhưng mà nó chiếu mấy cái cảnh kỳ lạ luôn á, từ cái bà đặt mẹn lên và từ cái cảnh rồi. Mà cái bà xuất hiện ra rồi tới cái cảnh cái ông này vào mở cửa cho cái quậy. Đúng rồi, cái này là giúp cô là gì à? Không hiểu cho lắm nha. Hồi clip này ghê quá anh ơi, thôi tắt TV đi con, nhìn thôi ghê quá. Bỏ đi. Đúng rồi, anh thấy cái đồ này sao sao. Thôi đâu đâu dẹp đi dẹp đi. Nè, cái băng đĩa rõ ràng tên là Bolly One Feminine Fun Mon gì luôn á. Bỏ đi anh ơi. Đi dục đi dục đi. Đi dục đại cho gọi dục đi dục đi dục đi. Ui trời ơi. Đốt nó luôn đi. Đốt luôn hả? Đốt chi trời. Cái gì đốt chi trời, rảnh quá để gì đây. Nhiễm môi trường hả? Nhỏ này có gì đâu phải đốt. Nhưng mà em sợ quá, mấy có gì đó không ổn hả? Có cái đẻ thôi mày cũng sợ nữa. Mấy cái trò ma của mày á, mày mới sợ. Sao mấy trò ma mà bày ra mày cũng không sợ đi. Còn cái băng đẻ thôi mày sợ. Mấy cái trò đó là em chơi trò chơi khác, còn mấy cái này là gì đâu không biết nữa. Coi chừng cái băng đĩa này là băng đĩa bị quyền rủa vậy đó. Vô thôi em sợ rồi, tối vậy Vũ rồi em đi về đi. Cái gì mà tào lao quá, đi về luôn. Trời ơi là trời. Ai biết cái phim nó là cái gì đâu. Nó ngồi nó nói chứ quá trời nói luôn kìa. Trời ơi, biết là cái phim này là phim gì thôi dục bả luôn rồi chứ coi làm gì. Tào lao vậy âm nha. Thiệt luôn á, không hiểu anh coi cái gì đâu. Ôi cái gì trước vậy? Cái gì vậy? Ôi. Cái con gì vậy? Trời. Ôi. Cái con nó nhìn quen quen vậy. Nói cái gì vậy? Trong cái video đã vậy. Ê, cái tiếng nói nó cũng giống nữa. Còn đó là cái con quái gì vậy? Không biết luôn á. Bây giờ nó đứng trước con đường về rồi sao vậy? Tôi nói cái gì kìa, nó nói cái gì giống cái gì không hiểu cái gì luôn á. Vậy làm gì vậy? Tao chắc tụi nó đi về hết rồi, mình có cái ôi ôi dạ nói cái gì vậy trời, nói cái gì vậy? Ôi, sao cái tivi này mình tháo cái điện băng à mà. Ôi, cái con trong đây hình như là cái con này nè Jimmy ơi. Hả, cái gì vậy? Cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy nè? Cái gì vậy trời? Nó nói gì vậy? Cái tivi này vẫn còn không nè. Kỳ quái gì đang diễn ra vậy trời. Vô cuộc ơi. Ôi trời ơi, bị mù rồi. Không hay gì hết, đừng nghe cái khu mỗi thứ nó đen xì lì lại. Tất cả những đám tụi bay sẽ có một đứa nó thoát được cả. Không một đứa nó thoát được khỏi trừng phạt của tao cả. Ủa trừng phạt cái gì, trừng phạt cái gì? Tôi có làm gì đâu mà trừng phạt tôi vậy trời. Tôi ù tới hù ơi, giờ mình phải làm gì đây Jimmy? Tao sẽ đến tìm mày. Ủa sao đến tìm tôi, tôi có làm gì đâu, tôi có làm gì đâu. Ui, hết rồi, hết rồi. Ủa nhưng mà tôi có làm gì đâu, tôi nghĩ nó sẽ đến tìm tôi vậy Jimmy. Tôi quyết rồi, nhưng mà cái quái vật nó từ cái băng đĩa đi ra đây
từ cái băng đĩa sao sao như vậy được? Cái băng đĩa, ui, không lẽ căn băng đĩa đó là băng đĩa bị nguyễn rủa hả? Tôi nghĩ có thể là như vậy á. Cái gì vậy trời? Nhưng mà ông mua cái băng đĩa đó ở đâu? Mua băng đĩa của một cái ông kia. Dẫn tôi đi tới chỗ mua đó gấp đi. Bây giờ tối rồi mà. Hả? Ông bán chỗ lại đó. Đường, ông bậy ra, ông bán chứ không phải là ông đâu phải là cái gì đâu. Đâu phải là một cái tiệm đâu mà giờ này đi mua. Ôi. Quái quỷ gì vậy trời? Cái quái quỷ gì vậy trời? Giờ mình phải làm gì đây Jimmy ơi? Cái con đó đang rình rập mình kìa. Con đó là con gì vậy? Ơi, cái đĩa này Jimmy ơi. Bây giờ mình phải tìm cách để đốt cái tiêu hủy cái băng đĩa này đi. Tôi người. Đúng rồi đó. Ôi. Sau khi mình nói mình đúng đốt cái này xong rồi sang đánh dữ vậy nè. Ơi. Luôn ở bên cạnh tụi mày. Gì vậy trời? Điều gì dại dột thì chấp nhận phải chết đi. Cái tên quái quỷ chết tiệt này trời ơi. Chạy lẹ. Rồi mình phải tiêu hủy cái đĩa băng này đâu các bạn ơi. Nếu mà còn giữ nó không chừng cái con nó lại xuất hiện đó. Bây giờ đi kiếm chỗ nào để tiêu. Nó kìa. Nó đã nói rồi. Các người sẽ không thể làm gì để chống lại lời. Ủa nó bự lên kìa. Càng ngày càng lớn mạnh theo nỗi sợ của tụi bay. Ôi đây là cái quái gì trời? Cái con này là cái con quái vật gì vậy? Chạy đi mấy ơi. Không có luôn. Ôi, tôi lại bị mù rồi. Mù rồi. Cố gắng trốn chạy mà. Mày lên lầu. Nó kìa. Trời ơi là trời. Chạy đi qua nhà của bà lấy hộp quẹt với mấy ơi. Nhanh lên. Ôi ơi. Chết tiệt thì chứ cái con này là con quái vật gì đó mấy bạn ơi. Ghê quá à. Lấy hộp quẹt đi. Lấy hộp quẹt đi. Lấy hộp quẹt nè. Đâu. Lại bị mù rồi. Tôi lại bị mù rồi. Được rồi, đốt cái này đâu mấy bạn ơi. Ây cha. Ui. Quái vật nó chết rồi. Vậy là mình thành công rồi, mình đã tiêu diệt được cái cuốn băng quái quỷ đó rồi. Mình đã tiêu diệt được cái con quái vật quái quỷ đáng sợ đó rồi mấy bạn ơi. Ôi, ghê quá, kinh khủng quá. Cuối cùng của gì vậy? Cái gì vậy? Ngao sao mà nghe cái mới cái gì vậy? Cái gì vậy? Ai bay bị gì vậy? Con đúng rồi, con màu đỏ đúng không? Đúng rồi. Tụi anh đốt cái cuộn băng ra là nó chết rồi hay sao rồi? Nó chết rồi. Trời ơi là trời. Cuộn băng chết tiệt thiệt chứ. Cũ em xem bây giờ em xảy ra chuyện nè, anh phải đền bù đến tao cũ mày rồi đó. Mày muốn không? Dạ thôi. Vậy mày. Được rồi. Thôi em đi về đi. Thôi đi về đó các bạn ơi. Trời ơi cuối cùng cũng tiêu diệt xong con quái vật nó rồi mà các bạn ơi. Các bạn có biết con quái vật đó là con quái vật gì không? Comment ở bên dưới cho tôi biết nha. Còn bây giờ hẹn gặp lại bạn nhớ video tiếp theo đây. Bye bye.